Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tài Channel. Và hôm nay thì anh em mình sẽ đến với là một cái tựa game khá là quen thuộc ha. Rồi, hôm nay thì mình đã nở thành công một cái thành viên, một cái nhân vật thuộc dòng Heroic nha. Và cái con này thì anh em mình có thể thả nó vào cái môi trường sống. Wow. Rồi, ở đây thì cho nó ra cái hòn đảo ở đây đi ha. Ôi, em này thuộc dòng Heroic, gọi là chú rồng mạnh đó các bạn. Và con này là cái con đầu tiên luôn anh em mình có được ấy, cho nên các bạn sẽ thấy nó hiện cái chữ new ha. Và chúng ta sẽ nâng nó lên được tầm khoảng level là 20, cho 30 đi ha. 30 thì nó sẽ mạnh mẽ hơn một xíu. Ok, 29, 30. Rồi, anh em mình sẽ đổi tên cho cái nhân vật này luôn nha. Chúng ta sẽ đặt tên nó là HNT Channel. Ok. Tiếp theo thì vuốt ve nhẹ xem hiệu ứng. Con này nó sẽ có tập khoảng 4 chiêu nha mọi người. Và cái skin này đang được bán với giá là 200 viên game. Anh em nào thích thì có thể hốt luôn ha. Đó. Còn HNT đang để dành game các bạn ơi. Mình để dành game để mình mua Orbit ấy. Orbit của các thành viên của dòng Heroic. Có những cái sự kiện anh em mình cần game để mua Orbit á, thì anh em mình nên mua nha. Rồi, ở đây thì đang có đó là wow, ma cà rồng. Ma cà rồng này thì ma cà rồng Titan, các bạn tốn tầm khoảng đó là 60 viên game thì mua được đó là 10 mảnh nha. Và 200 mảnh thì chúng ta mới được một con. Còn ở đây thì mình sẽ đi mua miễn phí, mình mua bằng vàng nha các bạn. Mua Orbit của dòng Heroic bằng vàng. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là cái khu vực. Hôm nay mình sẽ đến với khu vực Arena để quậy cho các bạn xem cho vui. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Nhớ mở thông báo hình cái chuông để anh ta ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo ha. Ngày hôm nay thì anh em mình sẽ trải nghiệm nhẹ ở cái khu vực Arena. Cố gắng leo lên coi nào. Wow, một hit được 222.000 luôn. Lượng đam cũng khá là lớn ha. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ bật cái khả năng hút máu một cái. 97. Nhân vật tiếp theo vẫn là thuộc hệ ma cà rồng ha. Nhân vật này thì level là tầm khoảng 40. Rồi, chúng ta sẽ bật cái khả năng hút máu lên ha. Victory, vậy là chúng ta có thêm một chiến thắng nữa rồi. Wow, hiệp đầu tiên qua cũng khá là ổn. Bây giờ sẽ đến với cái hiệp thứ hai nha. Những các bạn này thì bắt đầu level cao hơn rồi nè. Level là maximum level 70 rồi. Còn kèm thêm khả năng đặc biệt, con này thì được tăng lượng máu lên 6% và lượng sát thương cũng tăng lên 6% ha. Còn cái bé tiếp theo này nó sẽ được khả năng hồi sinh. Nghĩa là sau khi mà nó bị ngẫm á, sau khi mà nó bị chết thì nó sẽ trở lại thêm một lần nữa. Wow, 96. Rồi, vị trí này thì anh em mình sẽ bật cái khả năng giật đam. Nếu như mà ổn thì giật lên được tầm khoảng 6 lần. Wow. Ôi, con này nó mạnh quá. Chắc có lẽ là mình sẽ nhờ đến cái thành viên khác đi hen. Rồi, chỗ này. Ôi, nó lấy cái chiêu của nữ hoàng ma cà rồng và nó giật lên 170 mấy ngàn. Trong khi anh em mình không cần thiết hen. Wow, 102 với khả năng hút máu. Thôi rồi, lượm ơi rồi, xài hai chiêu VIP rồi. Xài hai chiêu VIP vào cái chỗ không cần thiết cho lắm. Bật cái khả năng búp máu lên đi, mình búp cho hai con bên trong một ít máu cái đã. Rồi, con này thì nó có khả năng hồi sinh cho nên sau khi mà anh em mình hạ nó xong thì nó sẽ trở lại thêm một lần nữa nha. Đó, với khả năng phượng hoàng lửa luôn. Wow, và pha này thì anh em mình sẽ đến với tuyệt chiêu đinh ốc nha. Đây, Ali. Rồi, thành viên này thuộc dòng là bạch tuộc nha mọi người. Ca này cũng hơi căng đây, anh em mình tính toán phải cẩn thận mới được. Wow. Rồi, vị trí này thì chúng ta sẽ bật cái khả năng giật đam này ha. Nếu như mà ổn á, thì chắc cũng được một khúc ấy. 172.000 luôn. Wow, victory. Rồi, ngon lành nha. 70, 60 và đây là 50. Wow, lần này thì có Titan. Và chúng ta sẽ thử trải nghiệm nhẹ nữ hoàng ma cà rồng sẽ quánh xuyên giáp của Titan như thế nào ha.
Khả năng đặc biệt của nữ hoàng Macaron thì chắc nhiều bạn đã biết rồi. Về khả năng mà phá xuyên giáp này thì đây, 131k. Wow, hơn nửa cây máu đi du lịch nha các bạn. Vị trí này thì mình sẽ nhờ đến Macaron Gon đi. Một chiến thần, một quyền thoại luôn các bạn ơi. Rất ghê gớm ha. Rồi, vị trí này thì chúng ta sẽ đến với là sát thương nhân 2. 210 lên bảng điểm số luôn. Nhân vật này thì nó sẽ có cái khả năng chết chưa, mém hết máu luôn rồi nè. Ôi cái con này đáng ghét dễ sợ ta. Pha này anh em mình tính toán sao đây cho nó ổn thỏa coi nè. Lắm. Ôi một hit thôi là đủ ổn rồi. Wow, tiếp theo thì để xem đối thủ lần này của anh em mình. Ui, Kamasuke. Ui, quýnh cái gì chứ gặp cái con Kamasuke này chua lắm các bạn. Các bạn cứ nghĩ đi, khi mà nó miễn nhiễm sát thương là nó sẽ không dính sát thương, mà sát thương nó lại được nhân 2 nữa. Mà nó miễn nhiễm tầm khoảng 2 hit thôi là mình đuối liền. Wow, Titan hả? Ôi, nó quýnh 2 lần kìa. Cây nhà. Pha này là thấy không vui rồi đó. Mới vô chưa gì hết, nó quýnh cây máu nhỏ tuột còn có chút ép luôn à. Rồi, ở đây thì mình cũng được 2 lần đánh nè. Vô kèo liền. Ôi, phá giáp của mình hả? Mới có phá giáp thôi, nói chung là vẫn còn ổn lắm. Bật cái hút máu lên cái nữa nè. Wow, nó hút máu lại luôn. Con này nó lầy hơn mình nghĩ khá là nhiều nha. Rồi, anh em mình xài chiêu này thì lượng đam chắc cũng không đủ đâu. Wow, mạnh dữ. Bật cái búp máu lên cho 3 thành viên luôn. Mỗi con nó lên được khúc. Rồi, với cái giáp hồi sinh thì nó trở lại thêm một lần nữa. Để xem coi cái chiêu này nó là... pha này thì mình chạy vô thôi các bạn ơi. Càng này hơi khoai đấy. Rồi, thành viên tiếp theo sẽ là ai đây? Ôi, cái con này khi nó chết nó có thể nó hồi sinh lại nè các bạn. Càng này khoai lắm luôn ấy. Không đùa được. Ôi, nó không có hồi sinh luôn. Quả hình như là tuyệt chiêu của Macaron Gon các bạn. Nó phá giải cái khả năng hồi sinh của mấy cái con rồng mà có hệ đặc biệt ấy. Rồi, chỗ này anh em mình tính toán sao đây, 70 và có thêm một con nữ hoàng. Wow, bạn này hình như là người Việt Nam hả các bạn? Made in Việt Nam nè. Thoại Nguyễn phải không? Ui la la, pha này thì anh em mình tính toán cẩn thận xíu nha. Rồi, cố lên. Gần được nửa cây rồi. Giờ thì chiêu đặc biệt luôn xem. 1, 2, 3. Ui, chạy được có 104 à. Thôi chạy vô. Búp ít máu cho cái bé nữ hoàng đi. Wow, con này nó ghê quá các bạn ơi. Nó quýnh một phát một. Anh em mình máu tuột như phim luôn. Rồi, xài chiêu đặc biệt nha. Bật thêm cái hút. Ui, mình chưa bị mất máu mà xài hút máu hơi bị phí à. Đây rồi, xài hút máu hơi bị phí rồi. Không ổn lắm ha. Rồi, lượm luôn. Tiếp theo thì sẽ đến với nữ hoàng Macaron. Con này để xem coi cái khả năng của nó. What, 209.000, anh em mình không đủ máu cho nó trừ luôn ấy. Cây nhờ. Ôi, con này nó chiến thế nha.
Rồi, búp máu luôn. Ok, pha này thì cho nữ hoàng ra lụm luôn là vừa nè. Wow, victory ha. Ôi, hy sinh hết một con xịn rồi, ca này có bộ có vẻ khoai đây. Rồi, 70, 50, ôi hai con này là hai con có khả năng hồi sinh nè các bạn. Anh em mình sẽ thử tuyệt chiêu của ma cà rồng God, coi coi là nó có phá giải được cái khả năng hồi sinh của hai cái thành viên bên trong này luôn không nha. Rồi, anh em mình tính toán phải cẩn thận mới được. Đây, kéo ít máu cái đã. Thêm, ui vậy con này nó sẽ có hai lượt đánh nha. Ui, cay nha. Rồi, để xem coi chú có tuyệt chiêu gì đặc biệt nữa không. Wow, pha này anh em mình xài chiêu đặc biệt, mình quất cả ba thành viên của team bạn luôn xem. Ôi hâm mấy, để xem coi trị được không nha, coi coi nó có hồi sinh lại cái con bên trong hay không. Ôi nó không có hồi sinh các bạn ơi. Wow, vậy là ổn nha. Tuyệt chiêu của ma cà rồng Gon thì có thể áp đảo được cái khả năng hồi sinh của những cái thành viên có chiêu hệ đặc biệt này nha. Quá ghê gớm luôn. Ôi tầm này thì anh ma cà rồng Gon lên một cái tầm cao mới rồi các bạn ơi. Quá ghê gớm luôn. À ở đây thì anh em mình đang có 203, anh em mình có thể unlock được. Đây, vậy là full một hòn đảo rồi nha. Còn cái đảo này thì ui trời 600 mấy hơi khoai đấy. Rồi, ca này thấy cũng ngon lành phết luôn. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với sự kiện nha mọi người, đang còn 50 mấy điểm nè. Wow, bây giờ vẫn ưu tiên cà với chuối nha. Rồi, bây giờ ráng kiếm cà với chuối chơi mới được. Đây. Wow, sương sương lên level nữa rồi. Ui, ngôi sao năm cánh nè. Ôi, chưa kịp rớ được ngôi sao năm cánh luôn ấy. Vô. Đó, được một ngôi sao rồi. Này thì bốn trái thơm là được một chiếc rương nữa, cho nên anh em mình tranh thủ đẩy luôn nha. Rồi, ngon lành. Wow. Anh em mình đẩy một đường đứng đi. Ui, hình như là mình thấy cà cà nó tới 165, còn chuối thì 145. Hình như hai này nó đang bị mất cân bằng rồi cả nhà ơi. Anh em mình phải làm sao để kéo lại cái vẻ cân bằng của nó mới được. Nó mất cân bằng như vậy là không ổn rồi đấy. Wow. Ui, giờ nhìn lại cào quá chừng kìa. Ôi, cào quá chừng luôn, nhưng mà làm sao đây? Làm sao để cho nó có thể rơi xuống nha? À, đây rồi. Đó, bây giờ là cà nó đã vô thế rồi, lắm.
Wow, kéo hết cà trên móc luôn. Vậy mà nó vẫn bị một xíu hen. Wow, lên level nữa rồi. À, khu này mình thấy cào quá chừng luôn đây. Ok, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hắn Tên một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.